Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Trong video hôm nay, ngày hôm nay thì bên mình mới nhập về được một ít lô hàng tháo máy động cơ máy bơm dầu không chổi than nha. Đây là lô hàng được tháo từ hệ thống thủy lực của xe hơi, của những cái dòng xe đời cũ mà mình không biết là nó thuộc cái dòng xe nào. Chỉ biết là nó là cái dòng động cơ thủy lực ở trong cái hệ thống thủy lực của cái xe hơi thôi. Thì ở trong video lần trước thì mình có giới thiệu đến anh em một cái mẫu máy bơm thủy lực được sản xuất tại Italia. Thì cái dòng bơm đó nó có thể đạt tới cái áp lực là 100 kg, tương đương với lại 10 MPa. Thì cái con này á, nó có thể đạt được ít nhất là bằng hoặc là hơn. Bởi vì là khi mà mình thử nghiệm chạy cái con động cơ này á, thì nó ăn dòng mạnh hơn cái con động cơ của Ý. Chứng tỏ là đây là dòng động cơ công suất này nó lớn hơn, với lại cái trọng lượng của mẫu máy bơm này nó lớn hơn nữa, nên là chắc chắn là nó sẽ nén được cái áp suất là hơn 100 kg nha. Còn bao nhiêu thì mình chưa có đồ để test cụ thể cho anh em, bởi vì là mình thiếu nhiều thiết bị để test cái dòng bơm này. Mình không có đồng hồ áp suất cao, mình không đo được. Đây là dòng bơm bánh răng ăn khớp trong, lực hút và nén cực kỳ mạnh, bánh răng phun kim loại. Mình sẽ để một vài cái hình ảnh phía bên trong của nó cho anh em xem, bởi vì cái này nó sử dụng mấy con lục giác này, mình không có đầu để tháo ra, rất khó tháo. Đây là mình sẽ sử dụng hình ảnh mình tìm kiếm ở trên internet nha, để cho anh em xem cái cấu tạo bên trong bánh răng của nó như thế nào. Thì ứng dụng của cái dòng động cơ này để làm gì thì nó sẽ phù hợp cho anh em sử dụng là một máy bơm thủy lực mini nha. Có thể sử dụng trong các cái mô hình RC, hoặc là có thể sử dụng để chế các cái loại máy mà cần hệ thống thủy lực nhỏ như thế này, với cái áp lực khoảng 100 kg, 10 MPa nha. Thì anh em có thể sử dụng nó, bởi vì là cái dòng này nó là dòng động cơ không chổi than, rất dễ điều khiển và tuổi thọ của nó rất là cao nha. Hàng này nó là tuy là đồ cũ tháo máy rồi, nhưng mà anh em mua về dùng thì nó rất là bền, bởi vì bánh răng của nó toàn bộ là hợp kim và dòng động cơ không chổi than, thì cái tuổi thọ của nó thì anh em cũng đã biết rồi. Và cái nhược điểm của cái dòng này thì giống tất cả các dòng động cơ không chổi than khác, thì là cái dây của nó này. Ở đây mình đã cưa sẵn một con nha, nếu như anh em mua về phải cưa ra như thế này mới có thể sử dụng được này. Nó còn làm rắc cắm như thế này, phải cắm rắc vô trong mới sử dụng được, mà mình thì đâu có tìm được những cái rắc cắm zin của nó đâu, nên là mình đã cưa nó ra như này này. Thì ở trong này mình thấy là nó có ba dây lớn này, là ba dây ba pha của động cơ, 5 dây bên trong là 5 dây cảm biến hô. Thì 5 cái dây này thì mình không biết là kiểm tra nó bằng cách nào, có sẽ hoạt động hay không thì mình không biết nha, nhưng mà chắc chắn là 3 dây 3 pha này thì mình sẽ test cho nó chạy được bằng cái bộ điều khiển ESC hoặc là bộ điều khiển xe điện. Mình sẽ cấp trực tiếp nguồn điện 12V vào trong 3 pha cho nó thì nó sẽ chạy nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ đo qua cái thông số trước cho anh em xem nha. Đây. Tổng chiều dài của nó là khoảng 136 mm, 136 hoặc 138 nha. Rồi, chiều rộng của nó này. Chiều rộng là 96 nha. Còn chiều rộng cái phần chiều này thì nó là 72,8 này. Rồi, về cái kích thước của những cái đường kính lỗ này thì mình sẽ để trên màn hình cho anh em thấy nha. Những cái thông số chi tiết như khoảng cách giữa các lỗ hay là đường kính của ống hút, ống đẩy là bao nhiêu thì mình sẽ để cho anh em xem nha. Và đây chính là cái trọng lượng của động cơ này. Như anh em có thể thấy là động cơ này thì nó nặng 1,2 kg nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test thử chạy không tải cho anh em xem nha. Ở đây mình sử dụng, mọi người lưu ý là đây là dòng bơm ở trong hệ thống điện của ô tô nha, nên là nó sử dụng điện là 12V, chỉ có thể sử dụng 12V thôi nha. Nếu là dùng nguồn điện 24V mà cấp qua cái con động cơ này thì nó sẽ bị quá áp và nó sẽ rất nóng. Ở đây mình sử dụng ESC 40A này để test sản phẩm thôi nha, bởi vì là mình thấy cái dòng không tải của nó rất là mạnh, mà mình chạy con ESC 40A này chạy một chút để test thôi mà nó rất nóng rồi. Nên là nếu như anh em muốn sử dụng để điều khiển nó thì nên sử dụng những loại ESC mà có cái dòng cao hơn nha, có thể là 60 hoặc 80A thì sẽ được. Còn nếu như anh em muốn chạy mà an toàn, không sợ bị hư những cái bộ điều khiển đó, thì anh em nên sử dụng những cái bộ điều khiển xe điện như thế này này. Đây mình có cái bộ 12-24V 500W. Bộ này chạy thì thoải mái luôn, có thể chạy một lúc hai cái cũng được. Còn bộ ESC này thì mình chỉ sử dụng để test thôi, test không tải thôi nha. Còn khi mà có áp suất dầu thì cái dòng của nó sẽ rất là cao,
do là cái động cơ nó phải gồng lên để nó chạy. Nên là khi mà anh em sử dụng để chế vào máy mà áp suất những cái áp suất lớn thì anh em lên sử dụng những cái bộ điều khiển lớn hơn nhá. Đây. Ở đây mình sẽ cấp trực tiếp. Đây mình sẽ cấp nguồn trực tiếp vào ba cái dây này. Đó, như em có thể thấy là mình sờ tay vào đây mình cảm nhận là cái lực hút của nó rất là mạnh nha. Giống hệt như mấy cái dòng máy bơm tăng áp vậy đó. Máy bơm tăng áp khi mà mình chạm tay vào cái đường hút của nó thì nó cũng sẽ hút cái ngón tay của mình như vậy nha. Nhưng không nó không quá mạnh đâu, bởi vì là sẽ áp suất nó sẽ tăng lên từ từ. Khi mà có dầu chảy ở trong cái này á, trong cái đường ống á, thì nó sẽ nén áp suất từ từ nha. Rồi. Thì đó, mình đã test cho anh em xem rồi nha. Nếu như anh em muốn đảo chiều quay của cái con động cơ này thì anh em chỉ cần đảo trong hai trong ba cái dây này, cứ đảo 2 giây thì nó sẽ đảo chiều quay nha. Rồi thì cái sản phẩm này nó sẽ phù hợp cho anh em mua về để sử dụng để làm những cái mô hình RC, ví dụ như là máy xúc, máy đào hay là ben ben xe nha. Còn ngoài ra thì anh em cũng có thể sử dụng nó để chế các cái loại máy mà cần hệ thống thủy lực nhỏ như thế này, ví dụ như là hệ thống trợ lực tay lái cho ô tô chẳng hạn, nó cũng rất là phù hợp. Rồi thì cái giá của sản phẩm mình sẽ bán cho anh em là mức giá là 500.000 một cái máy bơm như thế này nhá, cả motor cả đầu bơm thủy lực là 500.000 một cái, và cái phần điện của nó thì anh em có thể liên hệ cho mình để mua. Phần điều khiển của nó, ví dụ như anh em muốn sử dụng để điều khiển làm mô hình RC thì có thể tìm mua ESC công suất lớn hơn. Mình khuyên anh em là không sử dụng ESC này nhá, ESC là chỉ để test thôi, và nếu chạy có tải thì con ESC này nó sẽ không thể chịu được, chắc chắn là nó sẽ cháy. Còn nếu như anh em mà muốn an toàn thì có thể liên hệ mình để mua cái bộ này nhá. Bộ này nó tới công suất chịu nó tới 30 ampere lận, 12V 30 ampere 500W nha. Nên là nó có thể chạy được. Con này thì chắc mình nghĩ là nó chạy cũng khoảng 15 ampere thôi à, chứ còn không hơn được. Nên là nếu anh em sử dụng cái bộ 30 ampere thì sẽ rất là dư cho nó, là dư sức. Thì trong video ngày hôm nay thì mình chỉ giới thiệu với mọi người sơ sơ về cái động cơ này thôi, vì mình chưa có đồ để test áp suất thực tế cho anh em xem. Thì mình sẽ cố gắng khi mà mình có đủ đồ thì mình sẽ test thực tế hơn cho anh em xem ở trong một cái video gần nhất nhá. Còn nếu như anh em nào quan tâm mà muốn mua sản phẩm thì có thể liên hệ cho mình theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá, hoặc cũng có thể đặt hàng theo đường link mình để ở dưới phần mô tả video, đường link của bên Sen Đỏ nhá. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video và nhớ bấm đăng ký kênh của mình để có thể nhận thông báo khi mình đăng tải lên những sản phẩm mới nhất nhá.